Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin nóng liên quan đến một số các đối tượng hiện nay đang mượn cái hình ảnh của ông nhà sư Thích Minh Tuệ để có cái lý do xuyên tạc xúc phạm vào phía giáo hội Phật giáo Việt Nam và cố tình gây nên một cái sự chia rẽ của khối đại đoàn kết của dân tộc. Lẽ ra thì tôi cũng không muốn nói nhiều về cái chủ đề này, nhưng hiện nay cái câu chuyện phải nói là quá lớn. Rất nhiều các kênh YouTuber, Facebooker và kể cả TikToker đi theo để quay phim những cái hình ảnh của ông nhà sư Thích Minh Tuệ. Thì bây giờ là hai bên căng dây giải màu vàng, không cho YouTuber hay là Facebook gì đó tiếp cận. Và đôi bên cũng có những cái lời qua tiếng lại và xảy ra một cái sự xô xát, chửi bới với nhau. Ngày hôm qua thì tôi xem có một cậu thanh niên là xô cam nó quay phim té xuống ruộng luôn. Và đôi bên cự cãi với nhau rất là nhiều, không biết có tác động vật lý với nhau hay không. Nhưng mà anh này đã té lăn xuống đường bương luôn. Và cái mặt của cậu thanh niên đó phải nói là rất là hung hãn. Xin thưa tất cả quý khán giả, ngày hôm qua thì có hẳn một cái công văn từ phía giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành và gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông và kể cả gửi cho Bộ Công an. Và trên cái công văn này, giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi cũng rất rõ và chưa có bất cứ một cái ngôn từ nào để xúc phạm và phủ nhận cái công lao tu tập của ông nhà sư Thích Minh Tuệ. Người ta rất là trân trọng về cái cách hành pháp, cái cách tu của ông sư Thích Minh Tuệ. Nhưng một số người dựa theo cái công văn này mà xúc phạm Phật giáo phải nói là một cách rất là nặng nề, rất là thê thảm. Tất nhiên là một nhà sư mà đi quốc thực mà có nhiều người đi theo như vậy, thậm chí con số lên đến cả ngàn người, ba làn đường mà đi bích hết trơn luôn, không có còn chỗ cho xe chạy và cúng dường đồ này kia, nói chung là cái cảnh tượng rất là mất an ninh trật tự. Kể cả chính quyền, cơ quan chức năng đi tới đâu người ta cũng can thiệp dẹp đường hết trơn mà chưa có những cái biện pháp để giải quyết bằng một cách là ôn hòa, ổn thỏa. Thì tất nhiên giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta phải lên tiếng. Đây có phải là thành viên trong giáo hội được giáo hội Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam cử đi hay không? Tất nhiên người ta phải lên tiếng chứ. Mà ông thầy Thích Chân Quang người ta cũng lên tiếng. Ông này là không có chức sắc trong giáo hội và ông chỉ là một trụ trì của một ngôi chùa ở ngoài Vũng Tàu thôi, là cơ sở thờ tự tôn giáo do giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta quản lý, chứ không có chức sắc trong giáo hội. Ở đó đâu đó ta thông báo thông tin rõ ràng và chưa bao giờ bên phía giáo hội đó là phủ nhận cái công lao tu tập của nhà sư Thích Minh Tuệ đó. Thật sự như tôi á, tôi cũng rất kháng phục ông này. Tại vì ông đi bộ mà nắng, quý khán giả biết bây giờ 40-50 độ C, mà nếu mà nói đi như vậy thì rất khó. Tôi thậm chí là khó có nhà sư nào có thể mà đi được như ông này. Thậm chí là ông đi từ năm 2017 mà đến nay đã phải nói là gặp một cái kiếp nạn thứ 82 luôn ấy. Do một số người thần thánh quá bị ra câu like câu view đưa lên, phải nói là quá trời luôn. Thật sự vậy. Còn nếu nói cái người nào mà đi ăn một ngày một buổi á mới thành Phật và lỗi như vậy mới thành Phật, còn mấy người ta tu trong chùa thì không có thành Phật. Tôi xin lỗi quý khán giả nha. Kể cả rất nhiều cái nhà sư người ta tu tập, khi mà cái nhục thể người ta, thân thể người ta mà khi quả táng đó, người ta còn để những cái xá lợi nữa đó. Và có người nhục thể còn bảo quản ở trong cái tủ kính tới bây giờ luôn nữa. Nó cái nhục thể người ta không sình, không phân quỷ luôn đó. Đó, nếu mà mình nói mình phủ nhận cái công lao bên giáo hội Phật giáo Việt Nam là nó không đúng. Nhưng mà có một số các đối tượng, quý khán giả thấy họ dính theo cái câu chuyện này, là họ xúc phạm, họ nói là bên giáo hội Phật giáo Việt Nam á, là không công nhận ông này hoặc là trù dập ông này, cái nọ, cái đó nó không đúng. Y như cái câu chuyện của thiền am bên bờ vũ trụ vậy. Tu thì mà đâu mà nam nữ mà sống bầy đàn mà đem tượng Phật về tùm lum la chứ như thiền am lụm lon nữa. Cho nên người ta phải lên tiếng. Còn cái vấn đề người ta chưa có phủ nhận cái công lao của ông nhà sư Thích Minh Tuệ. Cho nên quý khán giả biết tôn giáo là cực kỳ quan trọng nha. Nó rất là nhạy cảm. Mình phát ngôn sai một câu thôi, xảy ra một cái sự hiểu lầm và một cái sự hiềm khích. Quý khán giả thấy trên mạng bây giờ cắt ghép tràn ngập những cái đoạn video. Và đây tôi xin mời quý khán giả cùng đi vào cái video này đầu tiên nè. Quý khán giả nghe thử coi quý khán giả nghe nổi không nha. Phải chăng đây là Phật sống tái thế để cứu độ chúng sanh? Sau khi xem qua nhiều video của thầy Thích Minh Tuệ và nhiều bà con bình luận về thầy, tôi có cảm nhận thầy là một người tu chân chính và không nhận tiền của bá gia bá tánh, không nhận tiền của Phật tử, không giống như những ông thầy, ông sư thích tiền mặt, thích
thích chuyển phải, thích xe đổ, thích quẹt thẻ. Người thật việc thật mà. Có sao tôi nói vậy, tôi chỉ nói cá nhân, ai nhột thì người đó tự chịu. Đó, tôi chỉ nói cá nhân, ai nhột thì người đó tự chịu. Mình chỉ biết nói ra thôi, mình không biết cái lời nói mình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các tăng ni Phật tử. Mình phủ nhận bao nhiêu cái công lao to lớn đóng góp của bên giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu có được. Mình không có nói như vậy được. Cái người nào tu á là giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta đâu cấm mình tu đâu. Đúng không? Ta đâu cấm mình tu. Bây giờ tôi hỏi quý khán giả nguyên một đoàn người đi vậy. Nếu như mà bên giáo hội không lên tiếng á, rồi xảy ra một cái sự xô xát này kia, đánh lộn, đánh lạo này kia cái nọ, trời hoặc là tai nạn giao thông rồi này kia đó. À, ta hỏi sao lúc đó giáo hội Phật giáo Việt Nam không lên tiếng. À, mà để xảy ra cái câu chuyện gì rồi mới lên tiếng. Đúng không? Tất nhiên là người ta phải lên tiếng. Và ngoài giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng đó, thì ngày hôm nay có hẳn là ba cái trang báo chính thống, từ cái trang vietnam.net nè, cho tới cái trang đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã có phóng sự nè, VTC Now nè, và kể cả trang báo Người Lao Động luôn nè. Phải nói là cái câu chuyện này nó căng đó, chứ không phải là đùa đâu quý khán giả. Và tôi cũng mong rằng ha, cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc, có cái biện pháp. Tôi không biết giải quyết như thế nào, chắc chắn là người ta không có cấm ông Thích Minh Tuệ. Tại vì ông đi tu ông hành giả như vậy, quý khán giả, người ta tu người ta lội là 7 năm trời rồi. Từ báo chí ta đưa là từ năm 2017 cho đến nay. Mà bây giờ mấy cha ta mới thằng thánh quá lên, mấy cha đồn ầm ầm y xẹo lên. Mà hơn nữa là một ngày người ta ăn được có một buổi ăn à. Đó, một ngày người ta ăn được có một buổi ăn à. Mà người ta ăn không được ăn no đó. Mà mỗi khi người ta đứng lên rồi đó là ta không được phép ăn. Rồi bây giờ mấy ông mấy bà lại đưa nước uống nha. Rồi bánh trái mấy bà trải cao su mấy bà đưa, mấy bà sắp trước mặt người ta lự hết trơn. Không phải mấy bà mang cái nghiệp không? Đã, tôi hỏi thật luôn đó. Mấy bà cố tình mấy bà mua bánh trái nè, mấy bà mua này mua kia mấy bà lại đảnh lễ nè, đúng không? Nhưng mà đó là mấy bà đang tạo nghiệp đó. Tại vì người ta tu một ngày người ta ăn có một buổi à. Thí dụ bây giờ như tôi nè, tôi ăn một ngày một buổi rồi chiều tôi nhịn nè. Tôi nhịn tất nhiên tôi mới đói. Bà đem thịt nè, đem bánh nè, đem cơm chay nè, đem mì nè, đem này đem kia bà để trước mặt tôi thèm tôi chảy nước miếng không? Đó bà có phải bà Lan đang phá chùa phá miếu không? Đó, cái đó là tôi hỏi thật à, có phải phá chùa phá miếu không? Mà người ta tu đó là người ta không muốn, là người ta tránh cái giới dục rồi. Đó mà mấy bà phụ nữ lại đứng kế bên chụp hình hoài à. Mấy bà vậy phải mấy bà đang phá chùa phá miếu không? Cái đó là tôi nói thật luôn à. Mình á, mình tôn kính Đức Phật, tôn kính chư tăng ni, không ai cấm. Tại vì cái đó là bộ đồ là chúng ta lại, chúng ta đảnh lễ, không ai cấm. Mình tính ngưỡng mai cấm. Thí dụ mình đứng cặp lề đi, mình gặp ông đi ngang mình chụp hình ổng, hoặc là mình xá xá đi, mình cũng có lòng rồi, đúng không? Đâu có cần mà kéo theo một lần 500-700 người, cả ngàn người như vậy. Tự mấy ông mấy bà đi, rồi mấy ông mấy bà quay hình ảnh nó đem về nhà coi cũng cảm thấy phản cảm nữa. Chứ đừng có nói mà riêng tôi ngồi ở nhà này tôi coi. Kể cả cơ quan chức năng mấy ông mấy bà đó được gọi là ông Sư Minh Tệ á, người ta đi mấy lần rồi. Mà trong khi bây giờ một bước đi của ông Sư Minh Tệ đó là ổng đang cầu cái gì? Đang cầu cái gì? Cầu duyên đó, cầu tu hành để cho sớm được đắc đạo, giải thoát thân thể, đúng không? Người ta tu lúc nào người ta cũng cần muốn đắc đạo. Một cái bước đi của người ta là mấy ông mấy bà thấy là người ta có một cái sự quyết tâm tu tập đến cỡ nào rồi. Rồi bây giờ mấy ông mấy bà là bây giờ là một bước đi là tạo nghiệp đó. Đó, đồng ý không? Đi tới đâu làm phiền tới đó, đi tới đâu ô nhiễm môi trường tới đó, đi đến đâu kẹt xe tới đó, đi đến đâu cơ quan chức năng đau đầu đến đó. Đó, người ta rất là mệt không? Đó, bây giờ quý khán giả thấy rất mệt không? Mà bây giờ từ khi giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng đó, giờ bắt đầu lôi ra chửi nữa. Nó ông này ông đâu có tu trong chùa đâu. Đồng ý là ông không tu trong chùa cho nên người ta mới lên tiếng. Thấy không? Có trong chùa hay là có không có trong chùa, người ta cũng lên tiếng. Ông thầy Thích Chăn Quang đó, ta lên liền, thấy không? Đó, ai cũng đem cái ông Sư Thích Minh Tệ qua so sánh với ông Thích Chăn Quang. Bây giờ ông Thích Chăn Quang ta lên tiếng rồi đó. Sai là người ta xử có biện pháp nha. Rồi đây tôi xin mời quý khán giả nghe nghe cái bài báo Lao Động này nè. Người ta lên nè, coi người ta nói gì nha. Tôi mở hẳn lên cho quý khán giả nghe luôn nha. Đây là cái phóng sự Hà Nội. Đây, quý khán giả nghe nghe cái bài báo Người Lao Động nè. Coi người ta nói cái gì nha. Mình đảnh lễ không có ai cấm mình hết trơn á nha, không có ai cấm mình, nhưng mà đâu đó cũng phải có tôn ti trật tự, có nề nếp đàng hoàng nha. Mình đừng có làm phiền cơ quan chức năng như vậy. Ông Sư Minh Tệ giờ ông đang tu mà mình đi theo phá là không à.
Sư Thích Minh Tuệ nói gì về văn bản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo? Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sư Thích Minh Tuệ nói ngày 17 tháng 5, trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sư Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, trả lời mọi người trước việc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và không liên quan đến văn bản trên. Trong lúc nói chuyện, ông Tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác. Ông Tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về ông Tú đi bộ qua nhiều tỉnh thành. Giữa lúc ông Tú dừng chân nghỉ ngơi, có hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện, trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Đặc biệt, trong lúc nói chuyện, ông Tú luôn xưng con với tất cả mọi người. Ông Tú cho biết quê ông ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào xã Yêu Tô, huyện Yêu Cray, tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hành, những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hành Đầu Đà. Tu hành này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hành Đầu Đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích không nhằm truyền tải điều gì bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Tú nói. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh Đầu Đà nên quá trình đi bộ, ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Qua các con sông, suối ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang, đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ... Qua những con sông, con suối, đó, ông Tú dừng lại tắm rửa. Ban đêm á, thì ngủ trong núi, trong gốc cây, trong nghĩa địa. Bây giờ có dừng lại tắm được với mấy ông mấy bà không? Mấy ông mấy bà giờ có để cho người ta tắm không? Đâu có để tắm đâu. Thậm chí người ta ngủ, người ta ngồi, người ta gục gạt mấy ông mấy bà còn quay phim nữa. Hôm qua tôi còn coi có ông đó đòi thu người 200 ngàn nữa chứ. Đó, làm những cái chuyện rất là bát nháo. Phải nói là cực kỳ bát nháo luôn. Tôi khuyên mấy ông mấy bà nó buông tha cho người ta đi. Quay phim cũng vậy, có an ninh trật tự chút xíu. Còn mấy ông mấy bà tôi thấy làm gì gần tôi thấy tôi quải, trời quải. Nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa, ông Tú nói. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Tú cho biết họ không phải đệ tử của mình nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Cũng có thể là do nhân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy, chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu chứ con không liên quan tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả, ông Tú nói. Nói về việc những ngày gần đây, khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, ông Tú cho hay ông không cấm cản ai cả nếu họ muốn đi theo. Mọi người đi theo con để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Tuy nhiên, đừng nên chen lấn, đừng quay phim, chụp hình làm cản trở giao thông, rồi la ó, làm sùm lên rồi sẽ gây hại cho bản thân và người xung quanh, ông Tú nói. Trong hành trình tu hành 6 năm qua, ông Tú cho hay không dùng điện thoại và liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ và luôn cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Khi được hỏi sắp tới, trên bước đường bộ hành có ở lại quê hương Kỳ Anh hay không, ông Tú nói, cái đó còn tùy thuộc vào cái duyên Phật Pháp, có duyên thì ở lại, không có duyên thì cũng phải đi tiếp thôi. Đấy, bây giờ tôi nói tóm tắt lại đó, là ông nhà sư Thích Minh Tuệ nha. Thì ổng đi như vậy là ổng chỉ muốn tu tập thôi, muốn được yên lặng, ha, muốn được thoải mái đó, để người ta nhẹ nhàng. Bây giờ một cái bước đi của ông sư Thích Minh Tuệ rất là nặng chịu. Chúng ta thương ổng á, chúng ta là một người có trái tim đó, thì chúng ta nên dừng lại đi nha. Bây giờ ra ngoài, tôi nói thật sự luôn anh em YouTuber, giờ ra ngoài quay phim cực kỳ nguy hiểm.
Tại vì bên phía bên kia người ta không có cho tiếp cận. Từ khi mà tới Hà Tĩnh rồi tôi thấy xuất hiện nhiều thanh niên đó, căng dây đó, căng cọng dây đó lên. Anh em YouTuber muốn tiếp cận quay phim không phải là một chuyện đơn giản. Đi từ rất xa, đi gần lại thì có chuyện, kiếm chuyện. Và ngày hôm qua thì cũng có tác động vật lý, xô té xuống dưới đường mương rồi. Quý khán giả thấy YouTube thì có cái gì quý, có cái điện thoại thôi đó, thì xô té lăn xuống đó, lăn xuống cái vũng nước ngày hôm qua rồi xuống ruộng luôn đó. Rất là nguy hiểm, chứ không phải đùa đâu. Mà một số các đối tượng, các thế lực thù địch đó, bây giờ họ cứ đem ông Thích Minh Tệ ra để họ so sánh. Đâu có được, không có được. Ông sư Thích Minh Tệ ông cũng thừa nhận rồi, ông không có tu chùa nào chứ. Nhưng mà đồng ý trước kia là ông nhà sư Thích Minh Tệ này ông có tu trong chùa đó. Nhưng mà không biết là ông tu như vậy, ông đi như vậy, đi được bao lâu ha, đi được mấy tháng, mấy năm. Rồi ông sợ tu không có đến nơi đến chốn đó, rồi cái ngôi chùa mà ông nói đó là ông mang tiếng, người ta mang tiếng này. Cho nên ông sợ là ông không có nói, ông chỉ nói là suy nghĩ bộc phát và ông muốn tu theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca thôi, là người ta muốn tu tập thôi, bình thường thôi. Và ông cũng nói là chưa có đủ đức độ là để phổ độ chúng sinh hoặc là nhận đệ tử này kia cái nọ, mà ông cũng đâu cấm ai được đâu. Nhưng mà cái đó là tự cái bản thân mình tự nhìn nhận mình biết đây là mình cản trở rất lớn trên cái con đường tu tập của ông Thích Minh Tệ đó. Thật sự quý khán giả nhìn bây giờ, nhìn cái mặt của ổng rất là khắc khổ và rất là tội nghiệp. Mà bây giờ thì cơ quan chức năng tôi khẳng định cho quý khán giả sẽ có những cái biện pháp xử lý, đặc biệt là một số các kênh YouTuber và kể cả Facebooker hay là TikToker mà quay phim đưa lên mà xúc phạm, xuyên tạc, xúc phạm vào phía Phật giáo, ảnh hưởng đến tăng ni Phật tử đó. Tăng ni hay là bên phía giáo hội đó, là người ta sẽ xử lý rất là nghiêm. Tại cái công văn ngày hôm trước đó, là đã gửi cho Bộ Công an luôn rồi, cái ban tuyên giáo cũng gửi đầy đủ hết trơn, có đầy đủ hết trơn. Mà quý khán giả đấy đó, giờ rồi cái video tôi đưa lên cho quý khán giả xem đó hả, đem so sánh ông thầy Thích Chuyển Phản, Thích Xe Cộ, Thích Cúng Nhà này kia đó, ông Thích Chân Quang ông nói sai là có giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cuộc. Tại vì sao mà quý khán giả biết tôi không phản biện ông thầy Thích Chân Quang? Tại sao tôi không phản biện? Tại vì ông là một nhà sư trong chùa thì ông sai chắc chắn cho quý khán giả là giáo hội Phật giáo Việt Nam ta lên tiếng. Bên giáo hội người ta cũng có truyền thông chứ, đâu phải không có báo giác ngộ đó, người ta cũng phản ánh rất là nhanh chứ, người ta tiếp thu thông tin rất là nhanh. Kể cả với khán giả thấy một số nhà sư người ta cũng xài Facebook nữa, ta lên trở ta tiếp thu những cái thông tin rất là nhanh. Còn nói cái video của ông Thích Chân Quang cắt ghép, tôi khẳng định cho quý khán giả có cắt nhưng mà không có ghép. Ông ghép là nó hoàn toàn nó khác, ghép là ghép cái lời nói khác vô. Từ khi ông có nói người ta mới đưa ông ra, còn không có nói thì không bao giờ người ta ghép cái lời nói ta vô mà giống cái lời nói của ông được. Và hôm nay thì quý khán giả thấy tình hình rất là căng. Trên cái trang báo Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội người ta cũng có phóng sự mười mấy phút nữa nha. Người ta nêu rõ lên đích danh luôn là các đối tượng xấu lợi dụng trong câu chuyện này là để tạo nên một cái sự hiệu ứng đám đông và gây ra một cái sự chia rẽ mâu thuẫn trong câu chuyện này. Và tôi nói cơ quan chức năng mà không sớm giải quyết dứt điểm về cái vụ việc này, tôi khẳng định cho quý khán giả sẽ có xô xát. Xô xát là ngày hôm qua là tôi thấy có rồi đó, nhưng mà không biết cái hậu quả tới đâu. Nhưng mà tôi khẳng định xô xát là coi chuyện lớn, ảnh hưởng chưa? Có phải mấy ông đang phá chùa phá miễu không? Còn có phải mấy bà đang cản trở con đường tu tập đâu? Người ta không muốn tiếp cận phụ nữ, không muốn nhìn phụ nữ, mà mấy ông mấy bà cứ nhào lại mình người ta hoài, rồi bánh trái đồ đạc cứ sắp trước mặt người ta tập lum cho người ta nhìn. Đây không khác gì mấy ông mấy bà đi hại người ta, đi tạo nghiệp á, chứ cúng gì mà cúng, nó thật sự luôn á. Đây là cũng là lần thứ hai em nói về cái câu chuyện này, tại vì thấy ông sư Minh Tệ thấy tội nghiệp quá, và bên sẽ ảnh hưởng lớn đến bên giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây lên một cái khối sự chia rẽ, khối đại đoàn kết của dân tộc. Cho nên mình mới lên đây mình nói thôi, liên quan đến Phật pháp, liên quan giáo hội đồ này kia cái nọ đó là nó rất là nhạy cảm. Mình nói chuyện phát ngôn thì mình cũng phải lựa lời đâu đó đúng đắn, còn nói chuyện lên nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ nói sao không tu theo ông Minh Tệ đi, người ta tu dốc hết trơn á mấy ông mấy bà ơi nha, cũng biết bao nhiêu phương pháp là người ta muốn tu pháp nào người ta tu, biết không, ta có mấy 8 triệu pháp gì lần rồi. Thôi xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả nha, kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.